Chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của chúng tôi. Sau đây là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Cuối tuần trước, các UAV và trinh sát nga chịu trách nhiệm giám sát tiền tuyến phía tây Adipka ở khu vực Donetsk thuộc phía đông Ukraine đã quan sát được một vài điều lạ lùng. Các chiến hào của Ukraine ở phía đông làng Ocheretino trước đó do các binh lính thuộc lữ đoàn cơ giới 47 kiểm soát hoàn toàn chống trơn. Như vậy, ngôi làng này đang không được bảo vệ. Tận dụng cơ hội đó. Lữ đoàn súng trường cơ giới 30 của quân đội Nga đã di chuyển vài km dọc tuyến đường sắt chạy tới phía tây từ Adipka, kiểm soát hầu hết Ocheritino và có thể là cả Novo Bakhmutoka, ngôi làng ở phía nam Ocheritino. Đây là sự thâm nhập nhanh nhất vào lãnh thổ Ukraine của các lực lượng Nga trong những tháng qua, đe dọa làm sụp đổ phòng tuyến của Ukraine ở phía tây adipka Nhóm phân tích Deep State của Ukraine nhận định chiếc hộp Pandora đã mở để hiểu được các chỉ huy Ukraine lo sợ như thế nào hiện nay, hãy xem xét lữ đoàn họ đã đưa vào chiến đấu ở phía Bắc và phía Tây Ocheritino. Đó là lữ đoàn cơ giới 100. Lữ đoàn này là một trong những lữ đoàn mới nhất và được trang bị ít nhất trong quân đội Ukraine. Trên thực tế, dường như không phù hợp cho kiểu giao tranh trên tiền tuyến mà các chỉ huy yêu cầu. Tuy nhiên, dự án dữ liệu tình báo nguồn mở Deep State của Ukraine cho biết cuộc phản kích thành công của lữ đoàn cơ giới số 100 đã ngăn chặn nỗ lực tiến quân của Nga từ làng Ocheretino đến làng Prohres cách đó 11 km về phía tây. Dù vậy, một số chuyên gia quân sự phương Tây cho rằng triển khai lữ đoàn 100 là phản ứng hốt hoảng của quân đội Ukraine sau khi các đơn vị Nga giành được Ocheretino và liên tục mở rộng vùng kiểm soát xung quanh, cũng như cho thấy tình trạng thiếu thốn binh lực của Kiev hiện nay. Lữ đoàn 100 được thành lập năm 2018 và thuộc biên chế lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine. Đây là lực lượng dự bị dân sự có nhiệm vụ chính là tạo ra đơn vị sẵn sàng chiến đấu từ những người dân thường qua huấn luyện và hỗ trợ quân đội chính quy. Đơn vị được tái cấu trúc hồi cuối tháng 3, chuyển thành lữ đoàn cơ giới chính quy thuộc lục quân Ukraine và biên chế khoảng 2.000 binh sĩ. Các thành viên lữ đoàn 100 từng tham gia nhiều trận đánh trong hơn 2 năm chiến sự. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn bị coi là thua kém nhiều so với những lực lượng tinh nhuệ như lữ đoàn 47, do mới chuyển đổi cấu trúc tác chiến và không được trang bị khí tài hạng nặng như xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo binh. Cây bút David Ace của Force nhận xét, quân đội Ukraine phải vội vàng điều động lữ đoàn tương đối yếu đến gần Ocheritino cho thấy tình trạng thiếu hụt lực lượng dự bị của họ ở phía tây Adipka. Ngược lại, Nga đang ém giữ nhiều đơn vị sẵn sàng tham chiến trên hướng Adipka, điển hình là sư đoàn tăng cận vệ số 90. Báo Pravda trích dẫn thông cáo của lực lượng đặc nhiệm tác chiến Ukraine cho biết trong khi làm nhiệm vụ trinh sát ở tiền tuyến, các binh sĩ thuộc trung đoàn biệt động số 3 đã phát hiện một hệ thống buk M1 của Nga đang chuẩn bị phóng tên lửa. Trích thông cáo của lực lượng đặc nhiệm tác chiến Ukraine, các binh sĩ của chúng tôi đã truyền tọa độ của mục tiêu đối phương cho đơn vị tên lửa và pháo binh thuộc lực lượng phòng vệ. Hệ thống buk M1 không kịp bắn một quả tên lửa nào vì đã bị phá hủy ngay lập tức. Một video do nhà chức trách Ukraine đăng tải trên mạng xã hội đã cho thấy vụ tập kích nói trên Tuy nhiên họ không đề cập đến thời gian cũng như địa điểm chính xác diễn ra sự việc. Theo các chuyên gia quân sự, Bắc M1 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm trung, tự hành tiên tiến được Liên Xô phát triển vào đầu những năm 1980. Tổ hợp này là một trong những hệ thống đánh chặn đáng sợ nhất thế giới thời điểm chúng ra đời. Hệ thống đã trải qua nhiều lần nâng cấp, cho phép tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, bao gồm cả máy bay và tên lửa hành trình. Ở diễn biến khác, theo tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Anh, đô đốc Tony Radakin gói viện trợ quân sự mới sẽ giúp Kiev định hình lại cuộc xung đột với Moscow. Đô đốc Tony Radakin cho biết, Ukraine chuẩn bị tăng cường các cuộc tấn công tầm xa bên trong lãnh thổ Nga khi làn sóng viện trợ quân sự của phương Tây hướng đến hỗ trợ Kiev định hình cuộc xung đột theo các cách mạnh mẽ hơn. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn, Đô đốc Tony Radakin thừa nhận tình trạng quốc phòng ảm đạm của Ukraine, tuyên bố rằng nước này đang phải đối mặt với một cuộc giao tranh cam go nhằm đẩy lùi các lực lượng Nga đang tiến công. Tuy vậy, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Anh, một nhân vật chủ chốt trong vấn đề viện trợ quân sự của phương Tây cho Kiev nhấn mạnh, một lát cắt ảm đạm của cuộc xung đột không nói lên xu hướng lâu dài có lợi hơn cho Kiev. Ông Tony Radakin cho biết, những điều này bao gồm các gói viện trợ quân sự từ Mỹ và châu Âu, các cuộc tấn công tầm xa ngày càng thành công của phía Ukraine và thất bại của Moscow trong việc thắt chặt xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Kiev qua Biển Đen. Ông Radakin nói, điều nguy hiểm trong bất cứ cục diện nào chính là việc bỏ qua tình hình hiện tại mà tập trung những gì sẽ xảy ra trong vài năm tới, đồng thời cho biết nên ngừng tung hô Nga cũng như tin tưởng vào những lợi thế lớn cho Ukraine. Trong suốt gần 6 tháng gói viện trợ của Mỹ cho Kiev bị gián đoạn, quân đội Nga đã tiếp tục tấn công Ukraine bằng pháo hạng nặng, tên lửa và máy bay không người lái trong khi đạt được một số thành tựu về lãnh thổ ở Ukraine. Tướng Radakin cho biết, khi Ukraine có thêm khả năng cho cuộc tấn công tầm xa, các hoạt động quân sự bên trong lãnh thổ của đối phương sẽ ngày càng trở nên thường xuyên hơn và chắc chắn có thể ảnh hưởng đến cục diện chiến trường. Tổng thư ký NATO Stoltenberg cho rằng Ukraine vẫn có thể áp đảo Nga trong xung đột, miễn là các đồng minh viện trợ thêm vũ khí cho Kiev. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg phát biểu khi đến Berlin, Đức ngày 25 tháng 4. Những tháng gần đây, các đồng minh NATO chưa viện trợ như đã cam kết, nhưng vẫn chưa quá muộn để Ukraine giành thế áp đảo bởi đang có thêm viện trợ được triển khai quân đội Ukraine đang thất thế tại tiền tuyến do thiếu hụt đạn dược và vũ khí. Ông Stoltenberg lưu ý, Mỹ đã phê duyệt gói viện trợ hàng chục tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong khi Anh, Đức, Hà Lan đưa ra những cam kết mới. Ông Stoltenberg cho biết, chúng ta có trách nhiệm biến cam kết thành hiện thực và cần làm thật nhanh. Trước đó, Thủ tướng Anh cam kết thông qua gói viện trợ lớn nhất từ trước đến nay cho Ukraine với tổng giá trị hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Anh Rishi Sunak bình luận trước thềm chuyến công du Ba Lan và Đức bảo vệ Ukraine trước tham vọng từ Nga sẽ đảm bảo an ninh cho nước Anh và toàn thể châu Âu. Nếu Nga giành phần thắng trong cuộc xung đột này, họ sẽ không dừng lại ở biên giới Ba Lan. Chính phủ Anh đang thiết kế gói viện trợ quốc phòng mới cho Ukraine, gồm hơn 400 phương tiện cơ giới, hơn 1.600 tên lửa, 4 triệu viên đạn các loại, 60 tàu xuồng và khoảng 600 triệu đô la Mỹ hỗ trợ ngân sách quốc phòng. Tổng giá trị gói viện trợ là hơn 3,7 tỷ đô la Mỹ cho năm tài khóa này. Ông Sunak khẳng định, quân đội Ukraine đang chiến đấu kiên cường nhưng họ cần chúng ta hỗ trợ ngay lập tức. Gói viện trợ sẽ giúp Ukraine đủ sức thách thức Nga. Anh sẽ tích cực đóng góp cho tiền tuyến an ninh châu Âu, bảo vệ lợi ích quốc gia lẫn đồng minh NATO. Mặc dù tin tức về gói viện trợ mới trị giá 61 tỷ đô la Mỹ mà Quốc hội Mỹ vừa thông qua đã mang lại cho Ukraine hy vọng về những bước tiến mới khi cuộc xung đột bước sang năm thứ ba. Nhưng nhiều nhà phân tích quân sự phương Tây đặt câu hỏi liệu gói viện trợ này có thể giúp Ukraine giải quyết những vấn đề mà nước này đang gặp phải trên chiến trường ở mức độ nào. Trong khi đó, Nga đang nỗ lực khai thác những lỗ hổng hiện có của Ukraine, đặc biệt là sự thiếu hụt hệ thống phòng không. Giám đốc tình báo quốc phòng của Ukraine, Kirill Budanov cảnh báo quân đội nước này sẽ sớm phải đối mặt với tình huống khó khăn, có thể rơi vào giữa tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Sergei Politaf, nhà phân tích chính trị và quân sự, nói với Sputnik rằng cha sốt ra đóng vai trò quan trọng trong việc chấm dứt quyền kiểm soát của Ukraine đối với Cộng hòa Nhân dân Donetsk, DPR tự xưng, nơi Nga tuyên bố sáp nhập vào năm 2022. Theo cố vấn của người đứng đầu DPR Igor Kimakovsky, thành phố Chasovya vốn là trung tâm hậu cần quan trọng của lực lượng vũ trang Ukraine kể từ năm 2014, đang mất đi tầm quan trọng chiến lược đối với quân đội Ukraine sau khi lực lượng Nga nắm quyền kiểm soát các con đường dẫn đến đó. Chasovya nằm trên một ngọn đồi cách Bakhmut gần 7 km về phía tây, nơi Nga giành quyền kiểm soát vào tháng 5 năm 2023. Phía bên kia Chasovja là Konstantinovka, Kramatovsk và Slaviansk. Theo nhà phân tích quân sự Sergei Politaev, vị trí địa lý của Chasovja khiến nó trở nên quan trọng từ quan điểm chiến lược. Đó là thành phố này cung cấp quyền kiểm soát khu vực xung quanh trong bán kính nhiều km. Ông Politaev nói, bên nào kiểm soát Chasovja sẽ nhận được lợi thế rất lớn trong toàn bộ khu vực xung quanh. Do vậy, rất khó để giành được thành phố này. Đây là một trung tâm phòng thủ. Bất kỳ bên nào kiểm soát gia sẽ thực sự kiểm soát mọi thứ, bao gồm toàn bộ hệ thống phòng thủ ở phía bắc của Donetsk. Với tầm quan trọng đặc biệt đó, theo các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, dù không thể nhanh chóng, nhưng lực lượng Nga nhiều khả năng sẽ giành quyền kiểm soát thành phố gia ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Nga tăng sức ép lên gia kể từ tháng 3 bằng các cuộc tấn công liên tiếp, nếu kiểm soát được Chasovya, Nga sẽ tiếp tục tấn công vào các thành phố, thị trấn được coi là vành đai phòng thủ quan trọng cho Ukraine ở tỉnh Donetsk. Việc Nga kiểm soát thành phố Chasovya chỉ còn là vấn đề thời gian, khi đó, vành đai phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Donetsk sẽ bị đe dọa. Các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK nhận định. Cụ thể, giới chuyên gia quân sự Nga cho biết, nếu giành được Chasovya, quân đội nước này có thể tiếp cận loạt thành trì khác như Kramatorsk, Slavyansk, Druskovka và Konstantinovka. Trong đó, Kramatorsk là thành phố lớn cuối cùng mà Ukraine còn kiểm soát ở tỉnh Donetsk. Viện nghiên cứu chiến tranh ISV có trụ sở tại Mỹ nhận định loạt thành phố nêu trên là xương sống hệ thống phòng tuyến của Ukraine ở miền đông. ISV nhận định nỗ lực tiến công nhằm giành Chasovya mang lại cho lực lượng Nga những triển vọng khả thi nhất trước mắt để đạt tiến bộ đáng kể trong hoạt động tác chiến đồng thời cảnh báo để mất Druskovka và Konstantinovka sẽ là bước thụt lùi lớn và khó đảo ngược đối với Ukraine. Thương vong của hai phía trong trận Bakhmut và Adipka được đánh giá là rất cao. Sergei Makov, cựu cố vấn của Điện Kremlin cho biết, chiến dịch tiến công Chasovya sẽ khó khăn không kém nỗ lực công phá thành trì Bakhmut và Adipka. Phóng viên Alexander Kos thuộc tờ Komsomolskaya Pravda của Nga cho biết, các đơn vị VDV nước này đang cố gắng áp sát Chasovya, Phóng viên Kost cho biết để tiến vào Chasubya, họ cần san phẳng hai bên sườn và bao vây thành phố, sau đó đồng loạt mở lối vào từ các hướng khác nhau và điều này khiến lực lượng đối phương trong thành phố bị gian mỏng, buộc phải di chuyển theo hướng khác nhau dưới làn đạn liên tục của lực lượng Nga. Theo Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Shchysky, Nga muốn xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine ở phía tây Bắc Mút, tiến tới kênh Sivetsky Donetsk Donbass, kiểm soát Chasubya, và sau đó tiến xa hơn về phía Kramatovs. Tướng Sisky nói, các lữ đoàn của Ukraine vẫn đang nỗ lực đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga, song thừa nhận mối đe dọa vẫn còn. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, một số đơn vị át chủ bài ở quân khu phía Tây của Nga dường như đã biến mất. Các đơn vị đang tham chiến của Moscow gồm các tập đoàn quân số 5, 8 và 58, quân đoàn 1 địa phương quân, sư đoàn dù 98, lữ đoàn đổ bộ đường không số 11, lữ đoàn bộ binh cơ giới 200 và một số đơn vị khác. Trong khi đó, sư đoàn xe tăng cận vệ số 1, tập đoàn quân số 2, tập đoàn quân số 6 và các đơn vị khác đều là những đơn vị tinh nhuệ và lớn nhất của Moscow đã không xuất hiện trên tiền tuyến trong vài tháng. Đây là điều khiến Bộ Tổng tham mưu Ukraine lo sợ nhất và không biết họ sẽ bất ngờ xuất hiện khi nào và từ hướng nào. Nguồn tin tình báo Ukraine còn cung cấp thông tin thậm chí còn tệ hơn đó là lực lượng công binh đối phương đã bắt đầu ra phá các bãi mìn ở tỉnh Kharkov và tỉnh Sumy ở miền bắc Ukraine, giáp giới với biên giới Nga. Rất có thể, lực lượng Moscow dường như sẽ mở chiến dịch tổng tấn công theo hướng này. Nhiều nguồn tin cho rằng, sắp tới Moscow có thể sẽ huy động một chiến dịch tấn công quy mô lớn sớm nhất vào tháng 5 và muộn nhất là vào tháng 6 để giành được điểm quyết định cuối cùng. Trước đó, Trung tướng Alexander Pavlyuk Tư lệnh các lực lượng mặt đất của quân đội Ukraine khẳng định trên truyền hình nước này rằng Nga đang chuẩn bị 100.000 binh sĩ cho các kế hoạch giao tranh sắp tới. Ông Pavlyuk khẳng định, số binh sĩ này không nhất thiết để phục vụ một cuộc tiến công, có thể họ sẽ bổ sung cho số binh sĩ mất khả năng chiến đấu. Cũng có thể một số lực lượng của Nga sẽ tiến hành chiến dịch tấn công vào đầu mùa hè. Trong khi đó, trả lời trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, ông Zelensky nói, chúng tôi đã ổn định tình hình ở mức tối đa, dù thực tế thiếu vũ khí, đạn dược nhưng chúng tôi đang bắt đầu chuẩn bị lực lượng cho các hoạt động. Tình hình tốt hơn so với 2 hoặc 3 tháng trước. Chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả thông tin với các đối tác của mình. Nga sẽ chuẩn bị các hoạt động phản công, có thể là cuối tháng 5 hoặc tháng 6. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan và Litva tuyên bố có thể giúp đưa công dân Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ hồi hương trong bối cảnh Kiev tăng cường nỗ lực bổ sung quân số. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, có hàng chục nghìn nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ đang sinh sống tại Ba Lan. Trong khi đó, Ukraine đang gấp rút tuyển quân sau hơn 2 năm xung đột với Nga. Trong tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành luật về động viên nhập ngũ. Luật có nội dung quy định giảm độ tuổi động viên từ 27 xuống còn 25. Ngoài ra, Ukraine cũng tăng cường hình phạt đối với những trường hợp trốn nghĩa vụ. Kiev đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với nam giới từ 18 đến 60 tuổi sống ở nước ngoài gây ra phẫn nộ trong cộng đồng người Ukraine ở Ba Lan và các nơi khác. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak Kamis cho biết Vaksava có thể giúp đưa nam giới Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ trở về nước. Ông Kosiniak Kamis phát biểu với kênh truyền hình Sát Chúng tôi đã đề nghị từ lâu rằng có thể giúp Kiev đảm bảo những người phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc sẽ quay trở về Ukraine khi được hỏi liệu Vaksava có đồng ý nếu Kiev yêu cầu chuyển những người thuộc diện nhập ngũ về Ukraine hay không, ông hồi đáp, mọi thứ đều có thể xảy ra. Đến ngày 25 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Litva Laurinas Kasiunas cho biết chính quyền ở Vilnius có thể có động thái tương tự Ba Lan. Ông Kasiunas đề cập đến phát biểu của người đồng cấp Ba Lan và đánh giá, tôi nghĩ đây là con đường đúng đắn. Ukraine rất thiếu nguồn dự trữ tổng động viên, điều này không công bằng đối với những công dân đang chiến đấu cho đất nước của họ. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Litva không đưa ra con số cụ thể, nhưng nhận định có số lượng nhỏ nam giới Ukraine sống tại nước này. Sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine vào tháng 2 năm 2022, hàng trăm nghìn người Ukraine đã sơ tán, hầu hết đều đi qua Ba Lan. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn UNHCR, tính đến tháng 2 năm 2024, có 952.104 người tị nạn Ukraine đã đăng ký ở Ba Lan, trong đó 16% tương đương 152.656 người trong độ tuổi nhập ngũ. Nhưng nhiều người Ukraine cũng đã ở Ba Lan trước khi xung đột bùng phát. Theo văn phòng di cư của Litva, có hơn 74.000 công dân Ukraine đang sinh sống ở nước này. Hơn một nửa trong số họ chuyển đến Litva sau tháng 2 năm 2022. Trước tình hình đó, hàng trăm người Ukraine chen trúc trước văn phòng hộ chiếu đã đóng cửa ở Warsaw, Ba Lan. Họ tức giận trước việc Ukraine tạm dừng các dịch vụ lãnh sự, gồm cả cấp hộ chiếu đối với nam giới Ukraine trong độ tuổi chiến đấu nhằm buộc những người này trở về Ukraine và tăng quân số. Nhiều người Ukraine tức giận vì cảm thấy họ bị nhắm tới một cách bất công. Quốc gia này là nơi sinh sống của hàng trăm ngàn người Ukraine, trong đó có cả người tị nạn bị ảnh hưởng bởi xung đột và những người vốn đã sống ở Ba Lan khi xung đột nổ ra. Anh Maxim, tài xế xe tải 38 tuổi, một trong hàng chục người hy vọng lấy được hộ chiếu mới mà họ đã nộp đơn xin nhưng không thành công, chia sẻ. Chúng tôi không được hỏi về lý do gì mà chúng tôi ra nước ngoài. Tại sao tôi lại bị xem là kẻ trốn quân dịch nếu tôi ra nước ngoài hợp pháp? Một số người cho biết họ đã mất cả đêm để xếp hàng. Còn văn phòng cấp hộ chiếu cho người Ukraine ở Warsaw đổ lỗi cho lỗi kỹ thuật, chứ không phải chỉ thị mới từ Kiev. Theo báo The Kiev Post, nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy nam giới Ukraine, một số nguồn tin cho biết có tới 300 người tụ tập bên ngoài văn phòng cấp hộ chiếu để bày tỏ sự phản đối một số người cho biết, họ sẽ ở lại cho đến khi nhận được hộ chiếu. Hamas nói Israel sẽ không đạt mục tiêu đánh bại nhóm vũ trang và giải cứu con tin ở Rafa, dù Tel Aviv tuyên bố giáng đòn đau đớn cho Hamas. Cụ thể, Gazi Hamas, quan chức cấp cao Hamas, trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ Qatar rằng, ngay cả khi Israel tiến quân đánh Rafa, họ cũng sẽ không đạt được những gì mình muốn. Quan chức Hamas nói thêm rằng Israel đã trải qua gần 7 tháng ở Gaza và phá hủy nhiều khu vực, nhưng đến nay chưa thể đạt được bất kỳ mục tiêu chính nào dù là loại bỏ Hamas hay giải thoát những người bị bắt cóc. Trước đó, theo nhà lãnh đạo Israel, trong những ngày tới, Tel Aviv sẽ tăng áp lực quân sự và ngoại giao lên Hamas vì đây là cách duy nhất để giải thoát con tin và giành chiến thắng. Ông Netanyahu khẳng định Israel không thể đạt được mục tiêu chiến thắng toàn diện nếu không phát động cuộc tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza, nơi có khoảng 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn kể từ khi bắt đầu xung đột. Khả năng xảy ra cuộc tấn công vào thành phố đông dân cư này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo trong cộng đồng quốc tế. Trong đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo trong tuần này về những hậu quả khủng khiếp nếu Israel tiến hành kế hoạch này. Gần đây, các bức ảnh vệ tinh cho thấy một khu lều trại mới được dựng lên gần Khan Yunis, phía nam giải Gaza trong bối cảnh quân đội Israel tiếp tục phát tín hiệu về kế hoạch tấn công thành phố Rafah. Tờ Haaretz của Israel không cung cấp thông tin chi tiết, nhưng cho biết Ai Cập đang xây dựng khu lều trại này trước nguy cơ Tel Aviv triển khai chiến dịch tấn công Rafa. Lực lượng phòng vệ Israel IDF nói với hãng thông tấn AP rằng họ không đứng sau hoạt động xây dựng khu lều trại này. Tuy nhiên, quá trình xây dựng diễn ra trong bối cảnh thủ tướng Benjamin Netanyahu đe dọa sẽ giáng thêm những đòn đau đớn vào Hamas do các cuộc đàm phán thả những con tin còn lại bị giam giữ ở giải Gaza đã bị phá vỡ. Nhà lãnh đạo Israel không nêu rõ sẽ hành động như thế nào song giới quan sát cho rằng điều đó có thể bao gồm cuộc tấn công kéo dài vào rafah thủ tướng netanyahu cho biết ông sẽ ra lệnh cho quân đội sơ tán dân thường khỏi rafah để chuẩn bị cho cuộc tấn công cụ thể người dân sẽ chuyển đến thành phố khan yunis gần đó cùng các khu vực khác ở gaza israel sẽ thiết lập những nơi trú ẩn với lều trại thực phẩm và cơ sở y tế tại những khu vực này cuộc chiến tranh bóng tối kéo dài hàng thập kỷ giữa Israel và Iran đã lộ diện mới đây với cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái chưa từng có của Tehran nhằm thẳng vào lãnh thổ Israel. Cho dù phần lớn đã bị lực lượng phòng thủ của Israel và đồng minh vô hiệu hóa, sự kiện này thể hiện bước gia tăng lớn giữa hai quốc gia đối địch địa chính trị. Theo tờ Newsweek, câu hỏi về vũ khí hạt nhân đã đè nặng lên cuộc giao tranh ngấm ngầm kéo dài giữa Israel và Iran. Israel được cho là một trong chín quốc gia hạt nhân trên thế giới, dù họ chưa bao giờ thừa nhận trong khi Iran bị phương Tây nghi ngờ tìm cách trở thành quốc gia hạt nhân thứ 10. Liên quan đến vấn đề này, Javad Karimi Ghodusi, thành viên Ủy ban An ninh Quốc gia Iran cho biết rằng, về mặt kỹ thuật, đất nước của ông có thể làm giàu uranium tới độ tinh khiết 90% cho đầu đạn trong nửa ngày cho đến tối đa là một tuần. Ông cho biết, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA nhận thức được khả năng của Tehran. Ông Karimi Ghodusi dẫn lại lời của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei rằng Tehran sẽ đáp trả các mối đe dọa ở cấp độ tương tự. Đồng quan điểm, vừa qua, Rafael Mariano Grossi, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA thuộc Liên hợp quốc, trả lời truyền thông Đức rằng Iran chỉ cần vài tuần chứ không phải vài tháng là sẽ sản xuất đủ uranium để chế tạo vũ khí hạt nhân. Ông Grossi nhận định chương trình hạt nhân của Iran vẫn còn nhiều ẩn số đối với cơ quan giám sát quốc tế khi các thanh sát viên IAEA phát hiện dấu vết uranium được làm giàu ở một số địa điểm chưa từng thấy trước đây. Ông cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng thanh sát viên Liên Hợp Quốc bị gây khó dễ trong tiếp cận cơ sở hạt nhân Iran. Ông nhấn mạnh, dù vậy, điều này không đồng nghĩa Iran đã sở hữu vũ khí hạt nhân hay có thể sở hữu vũ khí hạt nhân chỉ sau vài tuần nữa. Đầu đạn hạt nhân hoàn thiện cần nhiều yếu tố khác, không chỉ liên quan đến sản xuất vật liệu phóng xạ. Tuy vậy, Bộ Ngoại giao Iran trước đó tuyên bố nước này hoàn toàn không có ý định theo đuổi và sở hữu vũ khí hạt nhân khẳng định được đưa ra vài ngày sau khi một tướng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, cảnh báo nước này có thể xem xét lại học thuyết và chính sách hạt nhân nếu tiếp tục bị Israel đe dọa. Cụ thể tuyên bố trong buổi họp báo tại thủ đô Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanani nêu rõ vũ khí hạt nhân hoàn toàn không có chỗ trong học thuyết hạt nhân của nước này. Ông Kanani khẳng định chương trình hạt nhân của Iran chỉ để phục vụ các mục tiêu dân sự và điều này đã được Tehran nhiều lần nhắc lại khẳng định của người phát ngôn bộ ngoại giao iran được đưa ra trong bối cảnh vấn đề hạt nhân iran một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế đặc biệt là sau tuyên bố của tướng Ahmad Haqtalab tư lệnh bộ chỉ huy an ninh hạt nhân của vệ binh cách mạng hồi giáo iran rằng tehran có thể xem xét lại chính sách và học thuyết hạt nhân vì hòa bình của mình nếu tiếp tục bị israel đe dọa tấn công Sau hai tuần án binh bất động, lực lượng Houthi tại Yemen đã bắt đầu mở lại các cuộc tấn công vào tuyến hàng hải quốc tế trên biển đỏ. Đặc biệt, nhóm vũ trang được Iran hậu thuẫn vừa tuyên bố mở rộng mục tiêu tấn công là các tàu thuyền liên quan đến Israel trên biển Ấn Độ Dương. Cụ thể, trong một tuyên bố bằng video clip được công bố ngày 25 tháng 4, thủ lĩnh nhóm vũ trang lớn nhất Yemen Abdul Malik al-Houthi khẳng định chiến dịch tấn công trên biển của nhóm này vẫn tiếp diễn. Không chỉ có vậy, Hầu Thi đã quyết định mở rộng tấn công các tàu trên biển Ấn Độ Dương thay vì chỉ tập trung vào các tàu trên biển Đỏ, biển Ả Rập và Vịnh Aden như giai đoạn vừa qua. Thủ lĩnh Hầu Thi một lần nữa khẳng định các cuộc tấn công tàu liên quan đến Israel trên các vùng biển khu vực sẽ còn tiếp diễn chừng nào Israel chưa chấm dứt kế hoạch quân sự chống người Palestine ở giải Gaza. Từ ngày 19 tháng 11 năm 2023, tức gần một tháng rưỡi sau khi Israel bắt đầu tấn công vào giải Gaza, Lực lượng Houthi đã phát động chiến dịch tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái vào các tàu trên biển đỏ mà nhóm này cho là có liên quan đến Israel. Theo số liệu do Houthi cung cấp, nhóm này đã tấn công tổng cộng 102 tàu liên quan đến Israel, trung bình 2 ngày tấn công một tàu. Trong khi đó, một số báo cáo quốc tế cho biết khoảng 130 tàu thương mại lưu thông trên biển đỏ, biển Ả Rập và Vịnh Aden đã trở thành mục tiêu tấn công của Houthi. Các cuộc tấn công khiến nhiều tàu bị hư hại ở các mức độ khác nhau, trong đó một tàu đã bị chìm và một tàu bị trúng tên lửa khiến ba thủy thủ thiệt mạng hãng thông tấn sputnik và ria novosti của nga vừa qua dẫn nguồn tin am hiểu hoạt động của houthi cho biết lực lượng này đã thử nghiệm thành công tên lửa siêu vượt âm houthi lên kế hoạch sản xuất loại vũ khí này để tập kích trên biển đỏ biển ả rập và vịnh aden cùng những mục tiêu trong israel hoạt động tấn công tàu trên biển đỏ của houthi suốt nhiều tháng qua làm gián đoạn hoạt động vận tải biển toàn cầu buộc các công ty phải chuyển sang hành trình dài và tốn kém hơn qua khu vực miền nam châu phi các vụ tấn công cũng làm dấy lên lo ngại rằng xung đột israel hamas có thể lan rộng và gây bất ổn cho khu vực trung đông nhóm hezbollah mà iran hậu thuẫn ở liban cũng đã tăng cường giao tranh với israel dọc biên giới hai nước trong khi lực lượng dân quân iraq thân iran tấn công các căn cứ có lực lượng mỹ đồn trú Mỹ và Anh đã tiến hành chiến dịch đáp trả mục tiêu của Houthi ở Yemen và liệt nhóm vũ trang này vào danh sách nguy hiểm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.